bảo vệ bản thân và những người xung quanh phòng Covid-19 bằng cách tìm hiểu thông tin và thực hiện các biện pháp phòng ngừa chống dịch thích hợp, làm theo khuyến cáo của cơ quan y tế địa phương để biết thêm thông tin phù hợp với khu vực của mình. Cách ngăn chặn Covid-19 lây lan Giữ khoảng cách an toàn với người khác ít nhất 1 mét, kể cả khi họ không có biểu hiện bệnh. Đeo khẩu trang ở nơi công cộng, nhất là khi trong nhà hoặc những nơi không thể giữ khoảng cách. Chọn những nơi không gian mở, thông thoáng thay vì những không gian kính. Mở cửa sổ nếu ở trong nhà. Thường xuyên rửa tay, dùng xà phòng và nước hoặc dung dịch rửa tay chứa còn. Tiêm vaccine khi đến lượt. Tuân thủ chỉ dẫn của địa phương về việc tiêm vaccine. Khi ho hoặc hắt hơi, lấy tay che mũi hoặc miệng bằng khăn giấy hoặc kiểu tay. Ở nhà khi bạn cảm thấy không khỏe, đến bệnh viện nếu bị cảm thấy sốt và khó thở. Nhớ gọi điện trước để cung cấp thông tin bên y tế. Việc này giúp bạn ngăn ngừa sự lây lan của virus cũng như lây truyền các bệnh truyền nhiễm khác. Khẩu trang vừa vặn có thể giúp ngăn chặn không để virus lây lan từ khẩu trang sang người khác. Tuy nhiên, chỉ đeo khẩu trang thì không đủ bảo vệ khỏi COVID-19. Bạn phải kết hợp với việc đeo khẩu trang với việc giữ khoảng cách và rửa tay sạch. Hãy làm theo khuyến cáo của cơ quan y tế địa phương. Chúc bà con mình nhiều sức khỏe tạm biệt và hẹn gặp lại